Tuy chính quyền chính thức tiến hành một số hoạt động kỷ niệm, nhưng ngược lại, việc người dân đứng ra tổ chức tưởng niệm lại bị ngăn trở ở một số nơi. Tại Hà Nội, từ sáng sớm, đông đảo người dân tại đây và từ các tỉnh đổ về phía tượng đài Lý Thái Tổ gần Hồ Gươm để mặc niệm, nhưng bị phá rối nên cuối cùng đã biến thành cuộc tuần hành xung quanh bờ hồ. Blogger Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội tường thuật lại chi tiết. Hôm nay ở trong cái buổi tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 ấy, thì có khoảng hơn 200 người tham dự, đấy là ước lượng tương đối chính xác đấy. Và tất cả những người tham dự phân biệt với những người khác bằng một chiếc băng thắt ở trên trán là Gạc Ma 1988. Cái khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, cái nơi mà nhóm Na U đã kêu gọi mọi người tập trung ở đấy thì đã bị chiếm trong cái màn nhảy nhót. Đã sẵn sàng ở đấy rồi, cho nên anh em phải kéo nhau về phía bờ hồ và xếp hàng trật tự, dừng biểu ngữ, không hô hét gì. Thì anh em bắt đầu đi tuần hành xung quanh bờ hồ một đoạn ngắn thôi. Tuy nhiên có một số thanh niên mang cờ đỏ và cờ búa liềm, đoàn tưởng niệm đi đến đâu họ cũng chen lên trước, họ giương cờ hát bài như có bác trong ngày vui đại thắng, và họ soi xét các biểu ngữ của những người tưởng niệm. Cái màn mà xô xát nhẹ rồi cướp giật biểu ngữ cũng xảy ra. Có khoảng 2-3 cái biểu ngữ là bị cướp, họ bỏ chạy. Sau đấy mọi người đi bộ đến đài cảm tử, cách tượng đài Lý Thái Tổ khoảng 500-600 mét. Ở đài cảm tử cũng có một màn nhảy nhót hát hò, chẳng hạn như là tình bằng có cái chung cơm. Những người tưởng niệm ấy thì vẫn cứ băng sang đường và cũng đặt vấn đề đàng hoàng với những người có trách nhiệm ở đấy, thì cuối cùng họ cũng cho vào đặt hoa ở trước chân đài cảm tử. Trước đấy vào khoảng 8 giờ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn thì có khoảng 15 người là đến đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn yêu cầu cho vào tưởng niệm, thì chúng tôi đặt hoa luôn ở đây ở ngoài phía vỉa hè đấy, đặt đồ lễ, đặt gương ở ngay ngoài đấy. Thì trước sự quyết tâm của chúng tôi thì họ cũng mở cổng cho chúng tôi vào thắp hương, đặt lễ, đặt hoa và đứng tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma.